nói chung là cũng tôi mình là không có tin gì con. Dạ. Thanh minh cho bà già. Rồi Tết thì dọn dẹp cho bà già. Nói chung là những ngày nào tránh thì tôi làm thôi. Dạ, còn tại bình thường là không có gì hết. Bình thường mình cũng giống như bữa nó hẳn nè. Bữa tôi giấu cái bóp ấy, giấy tờ kiếm không được. Dạ. Con thầy bố không được. Lên đèn lớp 3 cây ngang. Em má chỉ còn kiếm được cái bóp. Mất giấy tờ. Giờ đứng cái nhà hàng tự nhiên dẫn tới giữa cái đồng thị xã tôi chứ đó. Đáng bao dần cái bớt lượng tiền với đầy đủ. Dạ dạ dạ. Nên là tôi thấy điều đó có. Dạ. Tôi kiếm không được luôn á. Mà nhiều người tôi coi thầy coi bà biết sao sợ mất cái tờ lần là cực. Là giấy đốt 3 cây ngang đàng hoàng xong. Chú thì tự nhiên tôi nhận đi luôn. Không tin gì đâu. Không tin gì đâu nhưng mà bức xúc quá rồi nó mất. Mơ khắn nha bà ha, bà chỉ ha. Dạ. Cái tượng không vậy? Anh quay. Ý là nó, dạ. nó lên từ tay như cái bức tượng vậy á, là nhiều quá cái là nó thành ra vậy nữa. Mới là đâm lên cái tượng không đúng không đẹp rồi. Giờ kiếm được nhiều chứ đó gốc nè. Cầu mà con nghĩ rồi. Thấy ở đây là chú mời có một cái như là một cái cây cột chấm lên vậy đó chú mời. Đang đỡ lên nè, con thấy rõ ràng. Thì nó gần. Còn giờ tới cái cổng nó quanh vô nó nhà vậy đó. Con chặt nó cái này. Dạ. Nó chuyển những hiện tượng tự nhiên nhìn thấy nó đẹp. Đúng chút. Này tự nhiên á chứ. Thì bà mắc lúc mà bà mắc được có thì Duy Minh Vlog xin chào quý vị khán giả nha. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt tại chỗ là khu vực của là giáp danh giữa là thành phố mới Bình Dương và thị xã Bến Cát. Thì ở đây thuộc là còn nằm trên thị xã Bến Cát, thì tình cờ trên con đường đi khám phá tìm kiếm những cái ngôi nhà hoang và những cái sự tâm linh, thì Duy Minh phát hiện ra được một cái ngôi mã rất là độc và lạ luôn cả nhà. Thì qua tìm hiểu thì mình biết đây là một cái ngôi mã của một cái chú nằm là người dân địa phương, là nằm trong cái khu vực là rừng cao su hay không cả nhà. Thì mình đã tìm hiểu và nhờ chú hỏi, mình sẽ hỏi thăm về cái mã này của chú. Rất là độc lạ, có nguyên một cái ổ mối bự to mà nằm kính lên cái ngôi mã luôn, rất là độc lạ luôn đó nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ ngôi mã độc lạ này cho cả nhà được xem và biết đến cái không biết có cái tâm linh hay không. Thì xin mời quý vị khán giả hãy đi theo chân mình đợi nơi đó nha. Ở đây xa xa có thể quý vị khán giả thấy rồi đấy. Giờ mình mới thấy luôn, rất là độc lạ luôn. Mà đây là con mã này của cái chú mua. Theo chú cho con hỏi là chú thứ mấy chú? Hả? À, chú thứ mấy? Chú mừ. Thứ mừ hả? Là chú mừ. Là chú là... À, là sao với... Con ruột của bà này. Con ruột. À. Con ruột của cái... Mắt máy. Đã mắt cả nhà. À. Dạ. Thì anh đi vòng qua đây nha. Chú cho con hỏi gì trong cái mã này của bà là mất bao lâu rồi? Hai, mấy hai. Mẹ hai, tức là 20 năm rồi đó.
xưa giờ An thì nói là chưa có mã nào có. Dạ. Chú có thể kể cho con gì sao gì cái sự tích sao mà nó cứ mọc ố mối trên đây không chú? Nhưng mà không biết. À không biết. Nó cây sao mà tự nhiên nó đùng không biết thì. Vậy hả? Dạ. Tức là từ khi mà chú xây cái mã này rồi là cái ổ mối nó tự mọc lên luôn. Đúng, tự mọc. Dạ. Này là nó tự nhiên mọc tự nhiên luôn á. Tự nhiên. Chứ dạ. Rồi ấy thì đi anh đi một vòng qua đây quay cho cái giả xem á. Đi có thể thấy là kiểu như là có những cái hình tượng gì á. Đúng rồi. Cả nhà thấy cái mấy cái món này nó ra hình tượng gì đó. Dạ dạ. Đây nè. Có cái đồ chống chống lên nữa nè. Rất là độc lạ luôn á. Ủa sao con thấy có miếng cái phần đen đen này là sao chú? À, con không rành hẳn luôn. Tại vì có những cái phần đen rồi nè. Cả nhà quay sát vô giùm. Ủa sao có mấy cái đường đen đen quá chừng ha. Đen là sao mà có mấy cái con mối nè. Ờ, nói chung là không có rành vụ đó. Không hiểu là sao. Tự nhiên mà. Dạ. Rất là lạ luôn. Nói chung hồi đó tôi chưa rào ha. Lấy người ta coi giữ nó bị vô luôn á. Mà giờ tôi rào hoàng ngại. Dạ. Hoàng ngại hay vô tới đó vô đây hoàng ngại. Họ muốn xin tôi cho nào. Ở khi gặp tôi xin mà không gặp họ không dám vô. Chứ hồi dạ. Đó chưa rào là họ vô. Họ quyên phiến chứ họ mua bông mua cúng đủ thứ lên. Dạ. Như cái người dân hiếu kỳ người ta thấy lạ là... người ta ghé đây người ta mua bông cúng rồi ha chú. Rồi. Dạ. Rồi chú rào cái hàng rào lại là người ta vô không được, đi vô không được, ta ngại. Còn dạ. Đó gần này ta bước vô, thì nó gần. Còn giờ tới cái cổng nó quanh vô nó ngại. Không? Dạ. Nó kiểu như hiện tượng tự nhiên nhìn thấy nó đẹp. Đúng chút. Mà tự nhiên á chứ. Thì bà mắc lúc mà bà mắc được bao nhiêu tuổi chứ mừng? 70 đúng. 70 đúng. Ngày 22 tháng 12. Dạ. Ngày 2002. Ở đây có luôn nè, mà vẫn nhớ luôn, bây giờ đùng bức này rồi, phức cái rồi. Phức cái này rồi. Bây giờ mất là chỉ có 8 ngày, nói chung hồi đó năm không có 30, còn 7 ngày nữa là Tết. 52 rồi, 7 ngày nữa là Tết. À. Thì chú có nghe nói gì mà cái ý nghĩa của cái việc mà mập cái ổ mối lên đây, có nghe cái là nói cái ý nghĩa của nó không chú mừng? Không, nói chung gì một 100.000 người điều ta rất là khen, nó hẳn luôn, dạ. Mối đùng này ta rất là khen. Và nói chung mình cũng không biết là cái gì, nó hẳn gì không. Dạ, không có sự tâm linh gì. Mấy người lớn á, ta rất là khen luôn, ta nói là quả này là con cháu làm ăn được. Dạ. Tức là cái, theo như cái tâm linh của bà con người ta hay nói là cái mã mà được mà một cái gò mối mà nó tự mọc lên như vậy nè, cái gì cũng giả thì con cháu của cái người mà mắc này sẽ làm ăn rất là được luôn nha cả nhà, làm gì cũng được nấy. Thì mình cũng thấy cái mã này nó con thấy nó kiểu như độc lạ sao á. Đúng, nói chung là xã hội này chưa ai có luôn. À. Nó thiệt luôn, cái mã này xã hội chưa ai có. Cũng mà, mà con cháu giàu thiệt. Dạ. Cháu ngoại cháu nội đồ giàu lắm. À. Chú nguyên cái lô xu này là của chú hết không? Thì nói chung mà được này tới mình kia. Dạ. Còn chú hết này là bao nhiêu? Nói chung là cái này cũng là của bả ngày xưa luôn rồi. Nói chung bả đây luôn là. Dạ. Nhiều chỗ câu lắm mà tôi không có nói chung ở đây, biết sao không, là mình đi lên xuống gặp bả. Còn chung tại đây nó cũng gần, nó không có xa. Đây là ngoài chừng 300 mét mà mình đâu có ra ngoài đâu. Dạ. Còn dù ở đây tôi lên xuống ngày 1 nè. Nói chung tôi thấy phải ngày 1. Từ dạ. Ngày mất giờ. Chú là thứ 10 vậy là. Còn em gái Út. Vậy là bà có rất là nhiều. Mời. Mà Khánh đẹp nha, thứ hai trai. Dạ. Thứ ba thứ tư gái. Thứ năm thứ sáu trai. Thứ bảy tám gái. Thứ chín trai. Tôi thứ mười trai. Út gái. Đó. Năm trai năm gái mà Khánh cặp đàng hoàng ha. Dạ, đẹp rất đẹp. Dạ. Bởi vì bà cũng chắc bà cũng độ cho con cháu là mang. Đúng. Nói chung là nên là rất là quý luôn á. Cái nói mà sinh con là cho này chưa ai có luôn. Dạ. Từ nào thấy chưa có luôn. Thứ hai là anh hai. Thứ Út là em Út. Năm trai năm gái. Sinh cặp không? Đầu trai cuối gái là bao nhiêu cặp không?
Chưa ai có, tôi nói thẳng luôn á. Hôm nay con cũng có cái duyên tự nhiên con đi khám phá nhà hoang đó. Rồi đi ngang đây cũng thấy, thì con thấy rất là cái ngôi nhà trong trỏng chắc là của chủ, cho nên là con đi vô con hỏi. Rồi gặp chú Mười đây. Cảm ơn chú Mười nha. Đây mình có thể đi xung quanh cho cả nhà xem. Không phải nói chứ miền Tây có, miền Bắc có, miền Nam có, chung một chục người tới đều rất khen, rất hẳn rất khen các bạn này. Em như là một có một cái kiểu như là cái hình gì á, mình không thể tưởng tượng ra nổi. Ừ. Dạ. Ủa chú mời sao cô thấy từ ở trên đây thì nó có một phần đứt ngang đây là sao chú, ở trên đó nó rớt xuống hay sao? Không, cái này nó mới được này khoảng một năm, mới một năm đây. Lúc này là từ quả mất giờ đó, là khoảng năm dạ. Sau là quả mất năm sau nó đục viết lên vậy, còn cái này mới mất trên một năm. Nó đụng đó, nó mất đụng, nó leo kìa lên rồi đó. Đang leo lên. Đây đằng trước này cũng mới đùng nè. Dạ. Đó. Chứ mà chỗ mối này là mới có năm nay thôi. Sinh năm rồi á. Dạ, vậy là cái gốc. Đây là cái này là từ lúc mà bà mất một năm là nó tự nó đùng lên luôn. Đúng rồi, đùng luôn. Dạ. Mà cái ổ mối này nó mọc lên á, quý vị khán giả có thể thấy là rất là sạch mà đẹp luôn, chứ không phải như những cái ổ mối mà ở trong khu nhà hoang nhìn thấy nó tối thôi đúng không, nhưng mà cái ổ mối này là rất là sạch, mà kiểu như là nó nhìn nó mình khó dùng từ ngữ để tả được. Hồi lúc nó mới ha, nó lên từ những cái tượng xong vậy á, anh quay ý là nó, dạ. nó lên từ tay những cái bức tượng vậy á, là nhiều quá cái là nó thành ra vậy đó. Rồi mới là đâm lên những cái tượng xong rồi nó đẹp lên cái này, nó ra cái tượng rồi. Đâu chị lợi đó. Lợi chị. Ông chỉ cũng được ha. Ý là lúc nó ngồi phía bên đây nó mới đơm lên á, chỉ ngồi. Rồi đó đi chùa ha, phía đây nè. Chứ đừng phải hạn cái này nhiều ha. Ý là lên hai bên cũng cái hình kia á. Dạ. Nó hình là cục đất mà cái tượng luôn. Cái này là không có tượng nhiều. Cũng có bên đây. Cái tượng có tội luôn ha. Cái mặt cái đẹp lắm, đẹp luôn. Bây giờ kiểu đụng nhiều chứ đó gốc nè. Câu mà con nghĩ rồi. Thấy ở đây là chú Mười có một cái như là một cái cây cột trống lên vậy đó chú Mười. Đang đỡ lên nè, con thấy rõ ràng nè. Anh Lợi gần đây có thể quay cho khán giả càng cảnh đây. Thấy không? Như có một cái gì chổi lên, cái cột chổi lên vậy đó. Như một cái bàn tay của ai đó đang đỡ lên. Mà họ nói nè, tôi xây một cái bộ rào. Bà đang làm ăn định có cút. Dạ. Họ nói vậy thì thôi tôi cũng làm thôi, chứ tính tôi làm mình là cán này thật sự. Bà nói thôi thì tôi làm. Mà cái ở đây con thấy ngạc nhiên là khi mà nó bám vô đây nè, nó nhô ra ngoài luôn nhưng mà nó không có rớt xuống đây ha chú mà. Đúng rồi. Ở này ha. Đẹp chém. Nói chung là kiểu như ở đây nếu mà bám hay gì là nó hay rớt xuống đây nhưng mà không có rớt. Thì chú với Tiến có hay ra cúng kiến gì không? Không, nói chung là cũng tôi mình. Là không có tin gì không? Dạ. Anh Minh cho bà già. Dạ. Rồi Tết thì dọn về cho bà già. Nói chung là những ngày nào tránh thì tôi làm thôi. Dạ, còn tại bình thường là không có gì hết. Bình thường mình cúng cho mình. Bữa nó hẳn luôn nè. Bữa tôi giấu cái bóp ấy, chẳng có giấy tờ. Kiếm không được. Dạ. Con thầy bố không được. Lên đèn lớp 3 cây ngang. Em má chỉ là còn kiếm được cái bóp. Mất giấy tờ. Giờ đứng ở nhà hàng tự nhiên dẫn tới giữa cái đồng xã tôi chứ đó, đáng mà dần bớt lượng tiền những cái đời đủ. Dạ dạ dạ. Nó là tôi thấy điều đó có. Dạ. Tôi kiếm không được luôn á, mà nhiều người tôi coi thầy coi bà biết sao sợ mất cái tờ làm là cực, là tôi giấy đốt 3 cây ngang mà không
chú thì tự nhiên mình đi luôn, không tin gì đoan, không tin gì đoan, nhưng mà bức xúc quá rồi nó mất mơ khắn khắn bà ha, bà chỉ ha. Tự nhiên đó là tôi đứng ngay cái trước cửa luôn, tự nhiên cái bà kia tôi đi sao biết, đi riết ngay, tự nhiên đi bình thường, tự nhiên cái đá cái bà rồi cái mà bao em quá trời bao, tôi gần đốt hết luôn mà mà cái bao nó không đốt, mà khi tôi giá bao cái thì nó đá cái dằn cái bà lên chú bớt. Cái đó là cũng cái điều tâm linh đó. Từ đó tôi mới nghĩ cũng thấy rất là độc lạ luôn. Ở đây làm như có một cái vết mẻ gì ha. Có này đổ tắm đụng bị nứt nè. Nó mới lỡ cái ma được. Đụng cái kiểu nứt đỡ nứt. Chỉ là đỡ đội nứt cái kiểu như tự nhiên chứ có cái này đỡ lại. Cũng cái này cái điều tự nhiên nó ngộ quá ha. Như cái bàn tay ha. Như bàn tay, đang đỡ lên thì rồi quay kỹ lên mới thấy. Dạ. Rất là lạ luôn. Nói chung ở đây có mấy chùa nè. Mới đùng là hai bên này nè, lắm luôn. Hai bên này là y như cái tượng không, hai bên này nè. Tất cả là dân đi chùa đây nhiều lắm. Mà giờ đi chùa đây quá, nhiều quá cho nên là nó phức tạp hết trơn ha. Mới là đẹp lắm. Đúng cái dừa rào này dưới đây có chùa hả? Bà con đi xuống đây mà ghé mà coi. Vì mà ghé đây cúng rồi ha chú mừng. Đúng rồi, nếu dừa rào mà vô đây cúng rồi vô mà coi. Nói chung ai đi ra đều đều nghe con hết. Lạ, ai người có. Mà cái này được. Thấy quá lạ mà. Này lạ thiệt, nào giờ mình thấy luôn á. Rất là độc luôn. Độc lắm. Mà nói chung là tôi ít đi thiệt. Mà người ta đi nhiều người ta nói là chưa có cái mã nào mà được như quả này. Không, chục người đều nói, trăm người đều nói chứ không phải riêng một người. Còn ông còn sống hả? Mở mắt, có bên kia, nói chung là làm sẵn bảo bánh luôn. Nếu mà ở đây quy hoạch, thì nãy tôi mới giỡn á, nếu quy hoạch, thì giờ bảo làm sẵn luôn rồi. Dạ, thì đất mình đang vô quy hoạch ha chú mừng. Không, chưa mà mình tính vậy thôi. Rồi đó tính, ông mới mất nay 2 tháng nè, tính trong gần bả mà anh chị nó thôi cho bên kia đi. Làm sẵn luôn, bả chỗ sẵn luôn rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà giờ bả có chỗ sẵn hết. À, ngày mai ta mã ổng á, có chỗ ổng tôi bả đàng hoàng. Dạ. Ngày mai này là tịch là cái ngày gì giờ chú mừng? Dạ. Ngày mai này là ngày gì? Không, nói chung là xây mã ngày mai xong là ta mã thôi, chứ không có ngày gì đó. Dạ. Như ổng mất rồi xây mã luôn. À, ngày mai là xây xong á là ta mã. Chứ không có nói ngày gì hết á. Bây giờ anh em tôi kêu sang năm giờ tôi không có giờ. Dạ. Nào bán đất quy hoạch thì giờ có đi thôi chứ còn không có giờ. Chắc là ổn nếu mà giờ này nên đi thế. Giờ bên ổng á, đi trong sàn sẵn rồi, có chỗ luôn. Nhà màu nữa. Dạ. Ông phải nó dốc đâu, cái nhà màu dữ dằn. Dạ. Ngày mai tao mà. Thì giờ bên ổng còn bả đây như người hỏi ủa, bả chưa mất hả? Nó mất rồi, mất 20 năm rồi. Thì giờ làm chung ổng luôn sẵn hết rồi. Nhưng mà cái mã này mà giờ bển rất là ổn nha. Đây là một cũng như là cái một cái kỳ tích gì đó. Con nghĩ là nói chung là tôi không có vợ. Dạ. Mà giờ bán đất tôi còn bán đất nữa. Khi nào đi hoạch á thì nếu bắt buộc gửi đi tôi mới chịu thôi. Dạ. Còn bình thường thì tôi không có vợ tôi hẳn luôn. Bán tôi không bán mà vợ tôi không vợ. Đây cũng là một cái kỳ tích gì đó như là một cái kỷ niệm của bà để lại cho mình. Ờ. Dạ. Để con cháu mình làm ăn nó phồn vinh. Nói này kia chứ. Yeah. Bả ở đây giờ lên xuống gặp như ổng giờ bển này. Một năm tôi chưa qua tới một lần. Nó nghịch đường. Có khi nào mà chú mừng thấy bà gì không chú mừng? Không, chung tôi đó đầu ổng tôi cứng rắn lắm. À, không phải người ta thiệt luôn. Nhiều nặng bốn vía. Ờ. Dạ. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là cảm ơn chú mừng đã chia sẻ về cái mã của bà ở đây chú mừng. Thì bà con xem hết video thì cảm thấy cái mã này nó có độc lạ gì thì hãy để cho mình một cái bình luận và cho mình một đăng ký và chia sẻ để mà mình có cái động lực đi khám phá những cái phần tâm linh cũng như là những ngôi nhà hoa hoặc là chia sẻ những hoàn cảnh nghèo nha quý vị khán giả. Thì cuối clip xin quý vị khán giả cho chúc cho quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe và hẹn quý vị khán giả một cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chú mừng nha.